Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã chi gần 1 triệu đô la Mỹ để mua loại mực không thể tẩy xóa để sử dụng trong cuộc bầu cử quốc hội khóa 7, dự kiến diễn ra vào ngày 23 tháng 7 tới, tin từ Thông tấn xã Việt Nam. Phát biểu trong cuộc họp phổ biến thông tin về việc thử nghiệm chất lượng mực, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia cho biết, nước này đã chi hơn 963.000 đô la Mỹ để mua và vận chuyển loại mực không thể tẩy xóa được do Ấn Độ sản xuất. Mực sẽ được dùng để lấy dấu vân tay của các cử tri khi bỏ phiếu và sẽ đảm bảo mỗi cử tri Campuchia chỉ được bỏ phiếu một lần. Đây là một trong nhiều cơ chế nhằm đảm bảo tính công bằng của hoạt động bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sắp tới. Mỗi điểm bỏ phiếu sẽ nhận được 2 lọ mực, trong khi 800 lọ sẽ được lưu giữ tại các ủy ban bầu cử cấp tỉnh và thủ đô để sử dụng trong trường hợp cần thiết. Cũng theo Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia, hiện tiến trình vận động tranh cử của các chính đảng trong những ngày qua đang diễn ra suôn sẻ, đảm bảo hòa bình, an toàn và an ninh trật tự, không ghi nhận hành vi bạo lực.